Chào các bạn nha, đây mình ghé thăm nhà, ngôi nhà 2 tỷ. Chỗ phòng này là ngăn hết, ngăn từng phòng một đây. Nhưng mà vẫn hiện tại vẫn chưa hoàn thiện đâu. Nó càng chưa. Nhà 1, 2, 3, 4, 5 gian. 5 gian xong rồi xây thêm cái bếp ngoài kia nữa. To nhất vùng luôn. Giờ mới đang hoàn thiện, thợ đang làm khung cửa đấy, đang làm những cái mính để ghép cửa này. Được, cô đi nhá, dưới ấy xong mới xây một cái ấy ở đây nghe này, xây cái bếp lên trên này nữa, căng ấy nhá. Từng dưới thì cũng ấy đấy, từng dưới thì từng phòng một nữa, có khép kín các kiểu luôn ở tầng dưới. Ồ ghê nhỉ, rộng áp nhỉ. Xem từ cửa bên này nhá, từ cửa bên này này, từ cửa này rộng áp, nằm dàn hè đây, ban công ngoài này, ngoài này là ngoài hè này, khá là rộng rãi cực kỳ luôn. Đầu kia có một cái cầu thang này, đầu này cũng sẽ làm một cái cầu thang nhưng mà hiện tại vẫn chưa làm cầu thang. Cầu thang phải xây ra cái góc này, đó, xây xoắn ốc lên, đó. Làm rất là tỉ mỉ luôn. Chuẩn bị đồ lên nhà mới thôi. Vì cũng đi đi. Ừ hay. Chờ đi lên nhà mới. Em đang đi xa chụp ảnh con đi. Có dưới mặt kia chào đi. Nhìn vào đây chứ. Nhà muộn. Nhà muộn. Dưới mặt kia chào sắt tay. Chỉnh mới đấy. Nghe thấy nhà đẹp không? Quả. Còn cái bàn ở dưới nó mà tí nữa bàn dưới này. Con này đây bàn đi rồi. Đến tiết mục ông bếp nha. Nửa tinh của chị mẹ phải đi.
Máy quay anh bị cháy màn hình rồi. Cho anh em xem một lượt nhé. Nhà thì từng phòng ạ. Như này. Có phòng thì khép kín hết nhá. Đấy. Khá là đắt tiền ạ. Con phòng này là phòng nào? Phòng này là phòng của em. Phòng này là phòng mấy anh chị về đây. Con phòng này là phòng của mẹ. Phòng này là phòng của anh Quân. Anh yeah. Phòng anh Quân này. Chưa lắp điện, chưa, nói chung là cũng chưa hoàn thiện đâu, lên thì lên trước thôi, mai hôm nữa mới hoàn thiện hết, chưa sơn chưa ấy, đây thì lên lấy lý trước thôi, hôm nào mới bắt đầu tổ chức bạn bè gần xa đến để mừng nhà mới, chưa, một bên xây một bên sàn. Hả? Từ dưới có 3 phòng. Thế à? 3 phòng hay 4 phòng như đây. Rất nhiều cái xịn. Đến đây để giúp. Đùa làm gì? Nào. Hàng mình đi ngồi mình hàng dọn đồ. Cái này là cái lán làm tạm ấy, nên làm lấy lý thôi. Phải vào lán trước mới lên nhà mới được. Xin chào. Cố lên bạn ơi. Cố lên bạn ơi. Luôn đi còn. Tránh Quỳnh ơi. Sao? Cố lên
người ta thì đang nặng, mình thì cứ ngồi quay. Thế thôi. Mày làm cơm mà 15 mâm. Đấy. Nấu nướng ở bên này thì nữa đem ra bên nhà mới ăn. Mâm cơm đúng kiểu dân tộc luôn này. Toàn ghế may. Chật đấy. Cái bút chưa có đấy. Wow, cái này mà lẹ. Lẹ lại một món nữa lên thớt, món lòng đồng gà thập cẩm. Sắp xếp mâm. Có là. Ông ướt bún xay à? Nè. Xay ướt bún xay. Hai nọ thiếu. Chú bán được kịch. Sao mà? Hello. No. Bà Mai xin chào mọi người. Bà Mai về đâu? Chào tất cả các cháu. Đã quay trở lại với clip lần này bà lại tiếp tục làm clip. Siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Siêu to. Đấy các cháu ạ. Giờ mình sẽ cho tất cả các bạn xem mà tổng thể cái ngôi nhà nhé. Leo lên mấy cái góc này để quay cho các bạn xem nhé. Đi mặt phẳng. Đó. Trời, mặt trời lặn góc kia. Đó. Hiện tại là sẽ còn một cái công trình ở đây nữa này. Nhưng mà sau Tết mới xây. Vẫn chưa hoàn thiện đâu. Ở phần dưới này chưa
Dưới này thì chưa cho gạch. Cái đoạn này cũng sẽ cho gạch hết này. Đấy, trong này phòng này khá là rộng. Mấy cái phòng đều có khép kín hết, nóng lạnh đầy đủ hết. Đây là phía sau nhà ấy. Sau nhà. Khá là đẹp đúng không? Còn là chát sơn nữa. Nước thì góc kia. Sau Tết thì xây một cái bếp nữa. Bếp sẽ chiếm đến tận cái chỗ lan can kia. Xong rồi đi ra đến góc này. Đấy. Theo chủ nhà chia sẻ thì cái ngôi nhà này nếu mà hoàn thiện hết thì sẽ rơi vào tầm 2 tỷ. Đó. Bởi vì tất cả ví dụ như cả gỗ này, nói chung là trên này thì nếu mà xây như này, cái nhà này không phải là nhà sàn hoàn toàn đâu. Bán gỗ, bán nhà sàn, nhưng mà bên trong đầu tiên là vẫn lập và vẫn dựng cái nhà sàn lên trước. Dựng cái nhà sàn lên mới bắt đầu xây ở trong nhà sàn thôi. Xây bao lấy cái nhà sàn ấy. Đấy. Vì thế là vừa nhà sàn vừa nhà xây, bây giờ là bán xây bán sàn. Đấy. Nhưng mà sàn thì nhà sàn thì hoàn thiện. Xong mới bắt đầu bổ sung thêm cái xây này nữa. Đấy. Trong những cái phòng kia vẫn có những cái cột nó hơi vướng một tí. Lúc đầu thiết kế nó không thiết kế như này từ lúc đầu. Làm cái dựng cái nhà gỗ lên mới bắt đầu nghĩ ra sẽ làm như này. Đấy, xong bắt đầu thiết kế ra như này. Đấy. Đó là như vậy thôi. Đấy, bên này có một tí sân. Đấy. Đây là cái đầu bên này. Ta thì đang ăn uống. Đấy, lên nhà mới. Bữa đầu tiên lên nhà mới.